Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con hàng Network 3 nhé. Đây là một cái dự án khai thác mà giống như Grab, giống như NotPay. Đấy, tức là chúng ta cài đặt, chúng ta cấu hình, xong là chúng ta cắm máy đấy để chúng ta khai thác thôi. Đấy, kiếm được voi tự động thôi. Nó rất là nhanh. Thì mình đang hướng dẫn mọi người trên máy tính. Thì cái này thì các bạn có thể khai thác trên hệ điều hành Mac, iOS này, Windows này, hoặc hệ điều hành cho điện thoại iOS này, Android này, Linux này, khá là đa dạng mọi người ạ. Mình thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt trên Windows nhé. Còn đối với bạn nào mà làm chuyên nghiệp thì các bạn có thể thuê máy chủ, thuê máy ảo VPS để cắm để nó chạy ổn định hơn. Rồi thì đăng ký tài khoản này như thế nào? Thì đầu tiên thì các bạn tích vào cái đường link mình để dưới dòng mô tả nhé. Các bạn đăng ký một cái tài khoản thì các bạn nhập địa chỉ email, nhập mật khẩu này, nhập lại mật khẩu này. Ở đây là cái mã mời này. Mã mời thì các bạn ủng hộ mình thì nhập cái mã mời này. Sau đó các bạn tích đồng ý với các điều khoản và các bạn nhấn register thôi. Thì có thể nó sẽ gửi về email cho các bạn một cái đường link xác nhận hoặc là mã xác nhận thì các bạn cập nhật trong email. Nó giống như đăng ký một số các tài khoản khác, rất là giống nhau. Đây là kênh Discord của họ. Thì link Discord mình cũng để trong cái bài viết trong Telegram hoặc Zalo nhé. Các bạn có thể vào đó để vào thêm. Còn đây chính là cái Twitter của họ. Dự án đã có tích xanh. Đây mình dịch sang tiếng Việt cho các bạn. Network 3 xây dựng AI Layer 2 giúp các nhà phát triển AI trên toàn thế giới đào tạo suy luận hoặc xác thực các mô hình rộng rãi một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Đó. Thì các bạn vào đây các bạn tìm hiểu để cập nhật thêm các thông tin ở hai cái kênh này. Đó. Còn cài đặt như thế nào? Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên Windows. Còn đối với những cái ứng dụng khác thì chúng ta cũng cài đặt tương tự thôi. Sau khi chúng ta tích vào đây thì nó sẽ tải về cho chúng ta một cái file zip như này, thì chúng ta sẽ giải nén rồi nhé. Chúng ta sẽ giải nén ra. Chúng ta giải nén ra thì nó sẽ có một cái file setup như này, thì anh em chuột phải vào cái file setup hoặc anh em kích nút được chuột phải hoặc sau đó là run app administrator rồi ta cài. Thực ra mình đã cài rồi, mình vừa gỡ đi để hướng dẫn lại mọi người thôi. Chúng ta nhấn next. Thì cái này các bạn có thể chọn Jasmine hoặc Everybody nhé. Ở đây mình để mặc định thôi. Đấy. Next. Thì quá trình nó cài đặt rất là nhanh. Thì cái này cài đặt thì nó có thể đưa ra màn hình cho chúng ta nhé. Hoặc là khi khởi chạy nó sẽ ở đây. Còn chưa có thì các bạn có thể ra màn hình. Hoặc các bạn tìm trong program. Đây mình sẽ đưa ra màn hình để cho các bạn nhìn. Đây chính là cái icon của dự án của cái phần mềm Network 3 này, thì chúng ta tích đúp vào đó. Tích đúp vào đó nó sẽ hiển thị lên. Nếu như inactive như này thì là nó chưa chạy nhá mọi người nhá, nó chưa chạy. Thì các bạn phải chọn vào active này. Đấy. Thì cái nốt này nó sẽ tự động nó chạy. Đợi lúc nó sẽ đấy, active như này nó đang chạy đúng không ạ? Thì các bạn có thể tắt đi. Thì cái cửa sổ cái phần mềm của dự án nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Thì mỗi lần khởi động lại máy thì anh em phải active lại nhé. Còn đối với những bạn mà dùng VPS thì máy trâu cày 24 trên 24 thì thi thoảng chúng ta phải vào ngó xem có còn kết nối không thôi. Không thì cứ chạy một tháng, 2-3 tháng thoải mái nếu nó không bị ngắt kết nối. Rồi quay lại với cái chủ đề như này. Thì sau khi chúng ta đăng ký xong rồi đúng không ạ? Thì chúng ta tiến hành đăng nhập. Đấy. Ở đây tài khoản mình đã đăng ký rồi và các bạn đăng ký rồi đúng không ạ? Các bạn đăng nhập. Đây chính là cái mình đang vừa khai thác được này. Tài khoản này thì mình cũng vừa đăng ký hôm qua để làm video cho các bạn thôi. Đấy. Kể cả chúng ta nốc ra nhé, nốc tài khoản ra này thì chỗ này nó vẫn là connected này nhưng nó không thể hiện điểm ở đây.
bởi vì cái con nốt này nó đang chạy đúng không ạ? Thì khi nào chúng ta nơ dần vào đấy, thì nó mới thể hiện điểm cho chúng ta ở đây. Đây như vậy là mình đang kết nối này, điểm mình kiếm được trong 10 tiếng chạy này. Đó. Khá là ok, con này chạy rất là nhàn mọi người nhé. Thì bạn nào mà đã có VPS và cắm con Grass, cắm con NotPy thì các bạn có thể cài thêm con này để chạy. Đây là mình ở trên máy tính cá nhân mình demo cho anh em, thì anh em có thể thao tác cơ bản như thế đối với hệ điều hành Windows. Còn đối với những cái hệ điều hành khác thì anh em cũng cài tương tự thôi và cấu hình tương tự như thế. Ở video mình xin kết thúc ở đây. Trong này nó còn có cái mục and more này, kiếm điểm thêm thì các bạn vào cái mục đó, tức là trong cái Discord ấy, các bạn đánh sượt này, các bạn chọn gõ work này đấy như này này, xong các bạn enter thì nó sẽ thêm điểm cho các bạn. Nhưng mà mình thử này, chắc là mình vừa làm rồi nhưng không cho đó. Mình mới cứ sau một tiếng các bạn vào để kiếm thêm cái điểm, mình chưa biết cái điểm này nó có cái tác dụng gì, nhưng mà nếu các bạn mà join vào Discord thì thi thoảng các bạn làm cái nhiệm vụ này cho mình đó. Nó sẽ có cập nhật những cái thông tin chi tiết ở đây, ở kênh GN Chat này, ở đây có cả kênh Việt Nam cho anh em nhé, tiếng Việt cho anh em tham khảo. Ok, video mình sẽ kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công.